chào cả nhà nha. Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Em giới thiệu tới cả nhà, đây là xịt thơm body hàng chính hãng của Mỹ nha. Xịt thơm body Victoria Set nha mọi người. Một chai là 250ml nha. Chai bự nha mọi người nha. Về rất là nhiều mùi nha mọi người. Hàng bao chính hãng nè. Hàng ăn bao chính hãng cho nên mọi người yên tâm mà sử dụng. Về mẫu vàng, mẫu bông, mẫu hoa trắng, mẫu xanh, thanh mát. Mẫu xanh là thanh mát nha mọi người. Bông là mẫu ngon, mùi thơm ngọt ngào. Về rất là nhiều mùi nha. Hàng bao chính hãng. Mỗi mùi á nó đều có cái đặc trưng riêng của nó nha mọi người. Mỗi mùi nó đều có đặc trưng riêng, nhưng mà mùi nào cũng dai nha. Mùi nào cũng dai hết. Nhưng mà mỗi mùi nó là đặc trưng khác nhau thôi. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha. Hàng ăn bao im nha mọi người nha. Hàng chuẩn nên bao im. Victoria Set xịt thơm body. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.